Thuốc răng nhăng. Thuốc răng nhăng là thuốc gì? Kiểu là ngọc sâm với lại bằng ngọc sâm rồi. Ôi giời, có dùng ông lão không, bà lão không? Không ạ. Có tiêm nàng tiêm gì không? Không ạ. Trời ơi, nặng quá. Mụn nặng khủng khiếp luôn. Của em đi ra em hàng nghìn nó mụn ẩn luôn. Dùng em đẩy lên mụn đấy đúng không? Vâng. Ngọc sâm, nó hiểu sao các em có dùng mấy cái đó. Chán ghê. Ok, cái này đang bị tình trạng khá là nặng em nhé. Da em thì là da dơ, lỗ chân lông được bị tắc mụn cực kỳ nhiều luôn. Cái này mình phải điều trị đúng em ạ. Một bây giờ mình phải làm sạch cho đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình cố gắng là sau khoảng 1 tháng nhé. Nó đỡ được khoảng 80-90%. Vâng. Hiểu không? Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng, dầu mỡ. Không được sờ tay lên mặt, không được cậy nặng. Vâng. Và em phải hạn chế thức khuya. Vâng. Mấy cái đấy nó khó không? Được, cái đấy em làm được. Được cái gì? Vâng. Ok nhé. Quá là nặng luôn, em có muốn xử lý cái thâm luôn không? Có. Cái thâm này xử lý mình phải có công nghệ để xử lý thâm riêng em ạ. Vâng. Nhé em nhé. Ok. Được khoảng mấy phần rồi? Cũng đỡ gần hết rồi đấy. Được khoảng 8 phần không? Được đấy. Ok, rất là ổn luôn đấy, của em nó chỉ còn vết thâm thôi. Vâng. Cái này của em thì mình sử dụng công nghệ laser trị thâm, nó sẽ rất là nhanh hết nha em nhé. Vâng. Về nhà vẫn phải hạn chế cay nóng, dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng nhé. Vâng. Chứ chỗ này nó lắm mụn nhỉ. Vâng. Mụn với cả thâm nhiều chứ. Đây xem nào. Và lần trước em dùng cái sản phẩm gì mà nó bị thế nhỉ? Ngọc sâm đấy ạ. À, ngọc sâm. Chán quá. Linh tinh. May gặp anh đấy nhỉ. Vâng. Sao em biết phòng khám? Qua giới thiệu ạ. À đấy. Và chị okay. Cùng làm chị giới thiệu cho. Hài lòng không? Được ạ. Được, ok.